Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi chế độ đua squat 2 cân 4 cùng với người bạn của mình, Huân Nhi lớp. Trên tay mình hiện tại đang là hai khẩu súng rất là chất chơi, hỗ trợ cho anh em leo rank khá là tốt. Sẽ là một khẩu súng AK và một khẩu súng shotgun. Ui, đi vào cái chỗ này rất là khó ra luôn mọi người ạ. Chỗ này chui được không? Như vậy là cái chỗ nhỏ nhỏ này không để chui qua được luôn mọi người ơi. Thế là lại phải lùi xe lại thôi. Đây rồi, thoát được ra khỏi cái chỗ dở hơi ở đây rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đâu để lượm đồ đây? Mình thấy là khu vực này cũng khá là thơ người ấy. Đây là khu vực đèo đá này. Nào, nào, chuẩn bị lên dốc nào. Lên là lên luôn, xuống làm gì rồi lại phải lên. Trong cái phiên bản OB6 này thì mới cập nhật thêm một cái loại xe mới là xe đa năng. Phải nói là cái xe đa năng leo dốc rất là yếu luôn. Leo nhiều khi còn bị tụt dốc nữa cơ. Nhưng với chiếc xe quân đội xanh này, mình đánh giá cao khả năng leo dốc của nó. Leo dốc rất là tốt. Với lại với chiếc xe quân đội xanh này thì chúng ta có thể đi tối đa 4 người trên một xe, hỗ trợ cho chúng ta chơi trong chế độ squad rất là tốt luôn. Nhà người ta thì là 5 anh em trên một chiếc xe tăng, còn chúng ta chơi Free Fire 4 anh em trên một chiếc xe quân đội. Mình nghĩ là mình sẽ đi tìm các thanh niên khác, các thanh niên chạy rông. Xem có chú nào chạy rông không thì chúng ta sẽ cân luôn. Đây, lấy con xe xanh này chạy cho nhanh ông ơi. Mình vừa thấy cái hòm thính sáng ở dưới rồi. Chúng ta hãy nhanh chóng chạy đến khu vực có hòm thính. Hê hê, sắp đến hòm thính rồi. Vâng, một khẩu súng gờ dô ra, quá ngon luôn. Lên xe ông ơi. Mặc dù nhân vật Misa của mình mới chỉ nâng cấp lên 4% lái xe nhanh thôi, nhưng mà mình thấy là đã có khác biệt rất là nhiều so với những nhân vật khác rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Lượm thính xong là phải chạy ngay. Được rồi, để tôi lên cái trò này. Kìa, có người này, có người này. Chú định làm gì? Chú định làm gì? Ngồi im tôi mới cứu được chứ. Chơi nó luôn ông ơi. Bò à? Bò này. Mày bò này. Bò làm cái gì? Rồi lại phải chết thôi. Trong này có AK này. Ông có lấy AK thì vào trong này mà lấy đi. Ôi, trò bên kia cũng có người nữa. Được rồi, cứ bình tĩnh. Cho nó ăn quả lựu này là xong. Thôi xong, tôi đáp ngu rồi. Nhảy, nhảy nhanh, nhảy nhanh. Đâu rồi, nó đâu? Cho mày ăn thêm quả lựu nữa này. Ôi, bắn ông à. Bắn cái gì mà rát vậy? Bắt cái thanh niên. Mình phải bơm máu cái đã. Công nhận là thanh niên kia bắn căng vãi trưởng ra ấy. Ok, đầy máu rồi. Chạy thôi ông ơi, chạy thôi. Nó ở trên tròi, nó có hướng thủ tốt hơn. Vẫn chiến thuật cũ, khi chúng ta chạy ngược hướng với đối thủ ấy thì khả năng chúng ta sống dai sẽ rất là cao luôn. Ủa, trong kia có người kìa. Được rồi, để xem thằng nào. Thằng nào ở trong cái nhà máy vòm vậy? À, đủ quá này. Quá bình thường. Chú nữa này. Trong nhà có nguyên một team luôn ông ơi. Đâu rồi, chúng mày chui ra, nhanh. Chui ra nhanh. Tao bắn bể đầu từng thằng một luôn. À, đâu rồi. Nó vướng cái hàng rào nên là rất là khó bắn luôn. Bó thu rồi kìa các em ơi, chạy vào đi, chạy vào đi. Bó thu rồi kìa. Không chạy vào anh bắn cho sấp mặt bây giờ. À, đủ, thấy rồi nha. Ui,
Nguyên một team này. Bo thu mà vẫn chạy vào à? Chạy ra đây bạn ơi, chạy ra đây. Các chú định chơi chiến thuật núp trong nhà máy vòm à? Đậu xanh, mày mà ra đây, tao bắn bể đầu luôn. Bo thu rồi kìa. À, chạy ra rồi. Chạy ra rồi này, cứu nhau đi. Hai thanh niên cùng bò cũng luôn này được. Cùng bò luôn này. Thật kỳ diệu. Ủa, một chú nữa này. Quá hư cấu. Vâng, khẩu súng Gazo ra bắn quá là gắt luôn. Được rồi, mình sẽ bơm máu, sau đó là chạy ra ngoài bò để lút đồ luôn. Chơi lầy luôn. Ủa, chảo này, đạn này, tha hồ đạn và rất là nhiều túi cứu thương luôn. Thêm một lô lựu đạn nữa. Kiểu này mình trở thành shipper lựu đạn luôn rồi. Chạy thôi, chạy thôi. À đây, cái nòng 3 này, tay súng 3 này, ba lô 3 này. Tí nữa thì quên. Cơ bản là nhiều đồ quá, loot không có hết luôn mọi người ơi. Được rồi, tôi sẽ phải ra đây. Để tôi bơm máu cái đã. Tình thế đang rất là căng thẳng luôn. Thanh niên này, ủa ấy, thanh niên này rất là nghèo luôn, một túi cứu thương còn không có luôn ấy. Được rồi, chạy ra chỗ Huỳnh Nhi lớp nào. Phải nói là lâu lắm rồi, mình mới chơi kiểu là hai người đi cân bốn. Đấu tranh nên là rất là căng thẳng luôn. Không sao, các bạn, là cái mùa giải mới này, nó sắp được mở rồi. Và từ ngày 24 tháng 4 năm 2018 thì mùa giải mới sẽ bắt đầu. Ủa, trên kia có hòm thính nữa à? Theo tôi thấy thì cái vùng an toàn nó đã thu rất là nhỏ rồi. Nhưng mà hiện tại vẫn đang còn với sự tham gia của 7 thanh niên nữa. Đội mình thì đang còn 2 nữa này. Như vậy là tất cả sẽ có 9 thanh niên. Đậu xanh thấy rồi nha, thấy rồi nha. Hai chú này, hai chú hướng NE này. Đúng rồi, chạy đi. Chạy này. Vâng, mấy bạn ấy vừa chạy vừa nhảy, rất là điệu nghệ luôn. Áo vãi chữ. Ok, hay quá. Ủa, các thanh niên liên tục được hạ gục. Bây giờ chỉ còn cuộc chiến giữa 2v1, trong khi đội mình còn 2. Kiểu này là thắng chắc luôn rồi. 2 cân 1 thì không chột cũng què. Anh em cứ yên tâm, ngày hôm nay Sĩ Kẹo cùng với Huỳnh Nhi Lớp sẽ giành top 1 cho anh em xem luôn. Tôi lại thấy lo sợ bởi cái hòm thính chỗ kia mọi người ơi. Chỗ đấy có một cái chòi, nhiều khả năng là thanh niên kia sẽ ngồi canh trên chòi ấy. Được rồi, chúng ta hãy cùng chờ xem. Sau cái vùng bo này thì bo nó sẽ thu đi đâu. Mình đang quan sát xung quanh xem. Đấy, phải rất là cẩn thận. Nếu như kẻ địch ở xung quanh chúng ta, nó bắn cho cái thì có khi là chết cả hai thằng luôn ấy. Bây giờ là giờ phút quan trọng rồi, nên chúng ta phải hết sức cảnh giác. Ngực tấn công, mông phòng thủ. Và tôi vẫn chưa thấy có một cái động tĩnh gì diễn ra cả. Không khí đang rất hồi hộp và căng thẳng. Ủa, Huỳnh Nhi, bạn làm cái gì vậy? Tự nhiên đáp lựu đạn lung tung vậy. Lộ vị trí bây giờ. Bo thu lên trên kia. Không biết là thằng kia nó có ở trên tròi không nhỉ? Chúng ta hãy cùng chờ một chút nữa xem. Mình vẫn chưa thấy này, có khi là nó ngồi xổm luôn trong chòi ấy. Thôi được rồi, 2 cân 1 làm sao mà phải sợ, lên chiến luôn nào. Đâu rồi, chú ở đâu, chú ở chỗ nào? Chỗ nào, chui ra nhanh. Bên này có không? Bên này không có. Thế rốt cuộc là thanh niên kia ở đâu? Đâu rồi ta? Rồi xong.
Như vậy là Huỳnh Nhi lớp đã giết thanh niên kia bằng khẩu súng SKS. Rất là hay luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy video của mình hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye mọi người.